Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai không quý vị. Rồi, chào Duy. Dạ, chào Tuấn, chào quý bà cô chú anh chị mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em cũng tiếp tục có một số phôi mai cũng giao lưu cùng cô chú ha. Số điện thoại của em là 0931156383 cũng là Zalo luôn nha cô chú. Và hình thức của em vẫn là như cũ, vẫn là bao ship toàn quốc cho cô chú mình ha. Dạ, em đi vào cây số 1 ạ. Mã số 1 đây quý vị. Dạ, chiều cao là 30 ạ. Dạ, hoành 22 ạ. Rồi, 22 hoành. Rồi gì? Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 1 em giao lưu giá 400 ạ. Rồi, xuống keo luôn. Rồi, mã số 2. Mã số 2 ạ. Chiều cao là 45 ạ. Dạ, hoành là 24 á. Rồi, 24 hoành. Này nó có hơi nám xíu anh cô chú. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 2 này giao lưu giá 800 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 3. Dạ, mã số 3. Dạ, chiều bay là 55 ạ. Nhà hoành là 29 ạ. Rồi, 29 hoành luôn quý vị. Dán bài. À, cái bị lưng đeo quý vị ơi. Hình như con tựa thú hay sao đây. Con gì? Nà hả? Dạ, nà xíu. Mái đầu đó hả? Dạ. Rồi, vô luôn như đem. Dạ, mã số 3 em vô luôn giá 1.200.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4. Mã số 4 ạ. Chú keo là 50 ạ. Nhà hoành 25 ạ. Rồi, 25 hoành. Rồi, cụ đế luôn. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã số 7 này em giao lưu. Ủa? Mã số 4. Mã số 4 này em giao lưu giá 550 ạ. Rồi, số 4 này chú. 550 cái gì mà ship tới nhà luôn, bao ship toàn quốc tất cả các cây luôn. Bao ship luôn. Rồi, mã số 5. Dạ, mã số 5 ạ. Chiều cao là 60 ạ. Dạ, hoành ngay cổ là 26 ạ. Rồi, 26 hoành. Cụ đế luôn à, quý vị. Hoành 26. Giao lưu như đem. Dạ, mã số 5 này em giao lưu giá 750 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 750. Rồi, mã số 6. Dạ, mã số 6 ạ. Chiều cao là 60 ạ. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành gần 29 á, 29 á. Rồi, 29 hoành đúng. Dạ, 29 hoành ạ. Này có cái lưng nó bị. Dạ, cái này nó không sao, không phải lũa. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 6 em vô luôn giá 1.200.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Số 7 luôn. Dạ, mã số 7 ạ. Còn gì đây? Dán thú à. Chiều cao là 25 ạ. Nhà hoành là 29 hơn ạ. Rồi. Cũ là 40 ạ. Rồi. Rồi, vô luôn nhiêu đây? Dạ, mã số 7 em vô luôn giá 700 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 luôn. Số 8 á. Chiều cao là 52 ạ. Dạ, hoành là 27 ạ. Rồi, 27 hoành. Mã số 8 hoành 27. Đây, đế lực luôn. Để cũng nhìn viên đế quá đây. Đó. Có hai chân trước. Ở chân sau rồi có chân chịu ở trước ức nữa ha, có cái đuôi cái mình già nhìn cũng khéo cây quá nè. Giao lưu nha em. Dạ, mã số 8 giao lưu giá 1.200.000 thôi. 1.200.000 ha, cũng khéo cây ha. Dạ. Rồi, mã số 9 luôn. Dạ, mã số 9 á. Chiều cao là 63. Dạ, hoành 20 á. Rồi, 20 hoành. Tay cành nó quý vị ơi nè. Tay cành này. Đó. Rồi, đế luôn. Rồi vô luôn như em. Dạ, mã số 9 em vô luôn giá 500 thôi. Rồi xuống cây luôn 500. Rồi mã số 10. Dạ, mã số 10 ạ. Tay cành khá quá nè. Tay cành đều ạ. Dạ, chiều cao là 60 ạ. Vòng hoành là 27 ạ. Rồi 27, tay cành hay ha. Ừ. Ngay cái co có ngay tay cành nhất dưới đây, tay cành bự luôn ha. À, cành 1 phóng ngay đó luôn. Tình đỉnh dót tay cành đều luôn. Cũng hai cây quý vị. Để đây. Đó. Rồi vậy luôn như em. Dạ, mã số 10 em giao lưu giá 1.100.000 à. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 11. Dạ. Cánh về thước. Mã số 11 ạ. Rồi số 11. Dạ, chiều cao là 55 ạ. Dạ, hoành 30 ạ. Rồi 30 hoành. À, xem ha. Đây tay cành nè. Đó. Tay cành có luôn này. Đều ha. Dạ. Rồi còn củ đế luôn ha quý vị ơi. Gan tay cũng bự lắm á. Dạ. Rồi cho luôn nha em. Dạ, mã 11 giao lưu giá 1.200.000 ạ. Rồi 1.200.000. 30 cành. Số 12 luôn. Dạ, mã 12 ạ. Cao mặt bầu là 60 ạ. Này nó hơi cắn này cô chú, to ngoài nha cô chú. Dạ 24 ạ. Rồi 24 của anh. Rồi để luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 12 này em giao lưu giá 550 thôi. Rồi 550. Số 13. Dạ, mã 13. Ba đường thân như thế nhìn khéo cây quá đây. Chiều cao là 65 ạ. Nhà hoành là 27 đúng không ạ? Rồi 27 hoành. Đó, đường thân để tay cành nhìn khéo ở đây quý vị ơi. Đó. Đẹp ha. Rồi. Đó, cộng nặng nó bự cũng đều cái bầu nè. Giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 13 em giao lưu giá 1.200.000 thôi ạ. 1.200.000 quý vị. Đó, cây đẹp ha. Giá cũng đẹp luôn. Giá mềm ạ. Rồi vừa chơi. Số 14 ha. Dạ, số 14 ạ. Chiều cao là 52 ạ. Dạ, hoành 22 ạ. Rồi 22 hoành. Em này ở trên nó có cái dạ, cái sẹo. Đây cái sẹo ha. Này cô chú. Mà nó nằm ở cái phần nâu này là nó kéo ra nhựa rồi nè. Còn phần này nó chưa kéo cái gì đó. Còn vậy ha. Rồi để cái gì vậy? Để ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 14 này giao lưu giá 450 thôi ạ. Rồi 450. Rồi tiếp tục luôn. Số 15. Dạ, số 15 ạ. Chiều cao là 66 ạ. Dạ, hoành ngay cổ là 35 ạ. Rồi 35 hoành. Đo ngay đó 35 hoành quý vị. Cái cành bự luôn ha. À, bự lực. Cành bự. Để dưới đây cũng cộng bự ha. Cộng bự không. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã 15 em giao lưu giá 1.400.000 thôi à. Rồi 1.400.000. Rồi lên cành 16 luôn. Mã 16 ạ. Dạ, chiều cao là 73 ạ. Dạ, hoành 22 ạ. Rồi xây luôn. Đó. Tay cành ha quý vị, cũng kỹ dáng tay cành ha, để dưới cũng quá xá đế chứ quý vị. Để đều hết luôn đó, cô chú ơi. Đều cái bầu hết nè. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 16 này em giao lưu giá 850.000 ra. 850 rồi quý vị. Rồi là mã số. Dạ, mã 17 ạ. 17. Con cóc. Con cóc đây. Dạ, con cóc này hoành 25 ạ. À. Đó, cóc cái đuôi kìa. Có cái đuôi. Có cái đuôi đây. Đuôi đó. À. Đuôi chân à, cẳng. Chân nó đạp ra cho nó ha. Cóc ếch gì đây. Nhái gì nói chung giống. Giao lưu như em. Dạ. Mã 17 vô lưu giá 550 thôi ạ. 550. Rồi mã số 18 luôn. Mã 18. Dạ chiều cao là 52 ạ. Dạ hoành 29 á. Rồi. 29. 29 hoành. 29 hoành luôn. Đó, cụ đế ha. Ừ. Coi cụ tròn tròn đó ha. Để chịu trước còn 10 chản luôn. Nói chung là cũng đủ đế trên này nè quý vị. Rồi giao lưu nha em. Dạ, mã số 18 này giao lưu giá 1.3 triệu. 1.3 triệu. Giá cũng dễ trời ha. Dạ. Đây. Dạ mã 19 ạ. 19. Chiều cao là 64 ạ. Dạ hoành là 21 ạ. Rồi 21 hoành. Đây, đế này cũng thuộc về quái đế hả quý vị? Có đuôi nó dài cái thế này. Cái này nếu mình giao nhìn giống như quý vị mình ở miền Tây ha. Giống như cái con càng hen á ha, dạ, con càng hen. Dạ đúng rồi. Hen hen cá thờ lòi. Giống cái con càng hen quá. Dạ. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ mã 19 em giao lưu giá 650.000 thôi. Xuống cây luôn. Dạ đây con nữa đây. Đó thêm con càng hen nữa. Dạ, mua về chơi cặp luôn cũng được. Dạ chiều cao là 56 ạ. Cái này to hơn chút à. Cái này 23 hoành ạ. Rồi. Tay cành cũng có luôn cô chú. Rồi. Thêm con ở đây. Được mình mua con cặp luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ mã 20 nằm giao lưu giá 850 ạ. 850. Rồi mã 21 ạ. 21. Chiều cao là 45 ạ. Hoành hơi bự rồi ha. Dạ. Chắc 3 mấy quá ha. Dạ hoành 35 ạ. Rồi, đo kỹ lại coi. Dạ, nó cân vậy hơn, đo kỹ lại báo như vậy ha. Dạ. Dạ 35 yếu thôi, tính 34 thôi. Rồi. Tính 34 hoành. 34 là chắc luôn. 34 là chắc cú nhất. Cái bệ lưng. Cái bệ lưng được chẵn thôi vậy. 34 hoành. Về dựng đứng lên cũng được. Phải gì cho nó nằm nó bay cũng được, dạ, ép vô lấy một đỉnh một bay cũng được ha. Dạ, 43 xe ra hai bên nó 43 ha. Dạ. Rồi giao lưu nha em. Dạ mã số 21 này giao lưu giao 1.6 triệu thôi. Rồi xuống cây luôn. Mã 22 ạ. Rồi. Dạ chiều dài là 40 ạ. Dạ hoành 31 ạ. Rồi 31 hoành. Em này là nó tóc lớp da già ngoài nha quý vị, chứ không có vấn đề gì nha quý vị. Dạ, mạnh khỏe bình thường. Vấn đề gì cái da đó ha, tóc lớp da ngoài nó vậy đó. Còn cụ đen. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 22 nằm giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. 23 luôn. Em dạ. bự tay cành cũng dạ. đều rồi ha. Dáng lắc lắc à, như dáng lông à. Dạ, chiều cao là 80 ạ. Dạ, hoành ngay vị trí này là 32 hoành ạ. Rồi, 32 dư luôn. Dư luôn. 32 hoành. 32 hoành quý vị. Hoành cũng bự nè. Cụ đế luôn hả quý vị ơi? Dạ, có cụ luôn. Cụ đế chống chịu tôi có luôn nè ha. Nóc chống chịu luôn. Cụ tròn tròn luôn. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 23 này giao lưu giá 2 triệu ạ. Rồi, 2 triệu ha. 32 hoành. 32 hoành ạ. Rồi, mã số 24 luôn. 24. Cũng cơ tựa cây nãy nè. Mình nó hơi xấu hơn chút. Nhưng không đẹp bằng cây dạ, nãy. Không đẹp bằng cây nãy. Không đẹp bằng chứ nó cây nó xấu rồi. Dạ. Chiều cao là 76 à, thiệt tình của chú ơi. Dạ, hoành 31 nè. Rồi, 31 hoành. Dạ. Anh này cái cổ dạ, ớt thì không có lên vấn đề ha. Dạ. Còn cái co đây nó bị cũng bị cái lớp da nó bị tóc da hang nó cũng tính con lũa cổ đi ha. Dạ tính lũa cổ đi. Phải chôn cho nuôi chôn sâu quá chú. Để đó. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ mã 24 giao lưu giá 1.3 triệu thôi ạ. 1.3 31 của anh. 31 của anh. Rồi. Số 24 luôn. Giờ tới 25 ha. Dạ, mã 25 ạ. Chiều cao là 50 ạ. Hoành 25 ạ. Rồi, mã số 25 hoành 25. Dễ nhớ luôn. Rồi, cụ để luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 25 nằm giao lưu giá 1.100.000 ạ. Rồi, ok, 1.100.000. Rồi, lên 26 luôn. Dạ, mã 26 ạ. 26 đây. Chiều cao là 63. Rồi. Và hoành 27 có hơn ạ. Rồi. Tính 27 thôi. 27 hoành. Tại cành xe. Đây. Xe ha. Xe đều. Bự bự. Không nghiến lần nữa nè. Đó. Rồi để luôn quý vị ơi. Để cộng cũng bự bự không nè ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ rồi, mã 26 này cũng giao lưu giá 1.300.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 27 luôn. Dạ, mã 27 ạ. Chiều cao là 50 ạ. Và hoành 25 ạ. Rồi, 25 hoành. Dịu gì chúng ta nằm xuống cũng được, còn cho ngóc đầu lên cũng được ha. Ừ. Rồi, để đây. Để lực quá đây ha, kính đế quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã 27 này em giao lưu giá 700 ạ. 700. Rồi. Lên 28 luôn. Dạ, 28 ạ. Tấm này quanh cũng bự nè. Dạ. Cái quanh, đo ngay cổ. Dạ. 29 quanh nè. Rồi, 29. Cao là 59 ạ. Rồi, để luôn cái gì? Dòng đế nó ha, cái gì kỹ ha. Đủ hết trơn nữa vậy. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 28 em giao lưu giá 1.200.000 ạ. Rồi, 1.200.000. Rồi, lên mã số tiếp theo luôn. Dạ, 29 luôn. Mã 29 ạ. Này bự ha. Dạ, cành cỏ luôn nè, lẹ chơi. Chiều cao là 80 ạ. Dạ, hoành là 31 ạ. Rồi, 31. Tay cành đều. Đó, tay cành vậy là ok rồi. Nguyên cái cũ ha. Dạ. Để cũng đều nè. Để xe đều hết. Nguyên bề cũ vậy. Đó, bự ha. Rồi, giao luôn nha em. Dạ, mã 29 em giao lưu giá 2.000.000 ạ. Rồi, xuống cây 2.000.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Dạ. Mã 30 ạ. 30. Mình cô chú vừa chơi lùng lịch ha. Chiều cao 45 ạ. Giờ hoành 32 đúng ạ. Rồi, 32 hoành. Còn đế lực quá. Chịu khó luôn ha. Dạ. Đuôi nè. Bự hơn cổ tay. Để chịu đây. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 30 này giao lưu giá 2.000.000 luôn ạ. Rồi, 2.000.000. Rồi. 31 cái bự luôn. Dạ. 31 ạ. Không hết nổi luôn. Bầu lớn hơi nặng. Chiều cao là 78 ạ. Dạ, bao hoành vị trí này là 31 luôn ạ. Rồi, 31 hoành luôn. Đó, gì không nghe kỹ thân cành đế nó luôn ha. Đó. Cành. Đó, còn đế còn lực không ha, chống chịu đầy đủ, để hông, để đuôi, để lưng gì có đủ ha. Rồi, lưu như em. Dạ, mã 31 vô lưu giá 1.900.000 á. 1.900.000 vậy. Dạ. Cây dây to luôn. Hết luôn, còn cây bự nữa ha. Dạ, còn cây nữa, mã 32. 32. Dạ, chiều cao là 85 ạ. Dạ, cái này là 33 hoành ạ. Rồi, hoành bự luôn. Tay cành đều luôn. Đây, cái gì ngắm nghía ha. Tay cành này giữ lại hướng này các em. Đó. Cành đều hiểu gì? Dạ, đều do luôn. Rồi xuống bề đế luôn quý vị, để nè, công lực lực ha, chịu có luôn. Dạ. Ừ. Chống chịu đầy đủ hết á, đây cũng có công chịu luôn. Đó. Rồi vô luôn nha em. Dạ, mã 32 cũng là cuối clip này là giá 2.200.000 ạ. Rồi vậy là cũng nói không em. Dạ, trước tiên thì cũng cảm ơn cô chú anh chị ha, những clip vừa qua đã ủng hộ em ha. Clip này cô chú anh chị xem mà vừa mắt hợp nhãn cây nào á thì cứ alo cho em ha, muốn mua với giá nào thì cứ alo cho em ha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.